Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Trần Văn Kim, đam mê độ chế xe ở đất Minh đất Nông và đặc biệt là những mẫu siêu xe. Và tiếp nối những cái mẫu xe hôm trước thì mẫu này đó là Koenigsegg CCXL. Và mình đã độ được khoảng 90% cái phần bên khung sườn. Mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem nha. Chiếc này thì động cơ mình đặt sau các bạn. Mình lấy động cơ từ chiếc Nissan Maxima. Và trong quá trình độ xe mình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Mình sẽ cố gắng ra những video tiếp theo, tiếp nối những video này để cho các bạn theo dõi. Và bây giờ thì kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.